Chào anh em, thì trên tay mình đang là chiếc Sony FX30, một con máy rất là hot, vừa mới ra mắt cách đây một hai hôm thôi. Thì nó sở hữu cái ngoại hình và rất nhiều điểm hay từ FX3, một con máy quay phim full frame giá hơn trăm mấy chục triệu á, nhưng mà con máy này chỉ dưới 50 triệu thôi. Thì hãy cùng mình tìm hiểu xem nó có cái gì hay và có nên mua hay không. Thì về cơ bản FX30 nó cũng rất là giống với FX3. Chúng ta sẽ có rất nhiều cái điểm được thừa hưởng từ FX3, một con máy nó lên tới hơn 100 triệu. Ngoại hình thì gần như là giống ha. Anh em có thể xem cái bài trên tay FX3 của mình để thấy thêm và nhìn rõ hơn về cái ngoại hình. Ở đây mình chỉ giới thiệu sơ bộ cho anh em coi thôi. Mặt trên chúng ta sẽ có cái logo FX30 nè. Đây là CineLine, đây không phải máy chụp hình, mặc dù nó nhìn rất là giống với máy chụp hình. Một cái nút record rất lớn, sẽ có hai nút record ha. Phía trước một nút nữa, cái này là dành cho phim dọc. Anh em cầm như thế này nè, có cái tay cầm đây, cầm bấm ở đây. Đó, dành cho anh em mà sáng tạo nội dung luôn cũng được nữa. Rồi, phía bên phải rất là ấn tượng luôn, chúng ta sẽ có HDMI full size, và từ cái cổng HDMI này chúng ta có thể export ra được RAW 4K 16 bit. Nhiều anh em thích cái này lắm, anh em chơi hardcore là chơi FX3 đồ này kia là để chơi cái đó đó. Rồi phía dưới sẽ có đầy đủ tất cả những cái cổng như là âm thanh, cổng multi và cổng UPC để sạc và truyền dữ liệu đầy đủ ở đây hết. Phía bên phải hai khe thẻ nhớ, hình như là CFexpress Type A và SD. Rồi phía dưới là pin ha, vẫn sẽ là pin FZ100 ha, thời lượng pin nó cũng rất là tốt. Rồi phía sau là một cái màn hình lật, anh em có thể sử dụng như này hoặc selfie, hoặc khi mà anh em đưa là mình set máy mà sử dụng pin VMware các thứ, anh em có thể để như vậy, focus bundler có thể ngồi ở đây và nhìn đó, hoặc là sử dụng góc thấp như này đó. Thì về ngoại hình thì cơ bản nó vẫn giống như vậy thôi, sẽ vẫn rất nhiều nút và anh em có thể thao tác bằng ngón tay, bằng những cái nút này mà rất ít đi vào phần menu. Đó là lý do mà rất nhiều anh em nói là menu phức tạp như Sony, nhưng mà theo mình thì không phải. Những anh em mà sử dụng nó quen rồi á, anh em sẽ có thao tác rất là nhanh chỉ bằng nút thôi đó. Và cái này thường là dùng cho những anh em mà sử dụng rất là hardcore hàng ngày và làm job nhiều với nó sẽ ok hơn. Thì đi kèm với FX30 vẫn là một cái tay cầm handheld, anh em sẽ có hai cổng XLR để gắn âm thanh và một cái bảng điều khiển rất là chi tiết ở đây. Cái này thì mình không sử dụng nhiều, tại vì mình không có xài cái mic shotgun như của Hiệp hay là một số anh em thường thích những cái mic nằm ở đây. Đó, mình thì mình xài mic không dây như thế này, mình thích như vậy hơn. Và đặc biệt là trên cái hot shoe của FX3 nó cũng giống như FX30, nó sẽ có chân tiếp xúc và có thể gắn được rất nhiều thiết bị khác nhau. Cái này nó khá là lợi hại ha, có thể gắn được trigger nè, gắn được những cái thiết bị liên quan về wireless, truyền hình ảnh, rồi đặc biệt là microphone. Đó, rất nhiều cái microphone sử dụng cái hot shoe này nó rất là hay ha. Sẽ giới thiệu lại sơ về cấu hình của FX30. Chúng ta sẽ có tối đa là XAVC HS4K 120 frame và hình như lên tới khoảng 200 Mbps giây á. Bên cạnh đó là những cái tiêu chuẩn khác giống như là XAVC H4K rồi XAVC Y4K, rồi nói chung là rất nhiều format khác nhau. Cái việc mà trang bị đa dạng format cho FX30 nó cũng là một cái điểm lợi. Ví dụ như anh em làm một cái gì đó rất nghiêm túc, một cái job, một có kịch bản, có những cái thứ đường dây đó, nó rất là rõ ràng, thì anh em nên sử dụng cái chất lượng cao nhất có thể trên FX30. Còn đối với những anh em mà ví dụ mình đang làm xong rồi, mình quay thêm cái TikTok này, quay thêm một cái clip YouTube, hoặc là mình quay một cái gì đó để up lên Facebook, hoặc là chia sẻ với bạn bè anh em thôi, thì đâu cần phải làm tới 4K 120 mà 200 Mbps nào này kia đâu. Anh em có thể quay 4K 30 ở 100 Mbps hoặc là 50 Mbps để đủ chia sẻ trên cái nền tảng hoặc cái mục đích sử dụng của anh em thôi. Từ đó chúng ta sẽ có khả năng linh động hơn rất là nhiều, chứ không phải lúc nào cũng ra một cái chất lượng tối đa cao nhất, xong về anh em phải tốn cấu hình máy, tốn cái phần hậu kỳ, mất thời gian, cái việc nó làm chậm cái việc chia sẻ của anh em đi. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có cái dynamic range nằm ở 14 stop cộng. Khi mà sử dụng S-Log 3 thì hồi xưa giờ mình cũng chưa có thích cái dynamic range của Sony lắm, tại vì mình sử dụng toàn là những cái máy Sony Alpha này đó, và phải sử dụng S-Log 3 thì nó mới ra được cái dynamic range cao nhất của máy. Thì mình sẽ có test và có quay để suộc cho anh em tải về để mà tự trải nghiệm đó, thì anh em yên tâm về khoản này. Rồi có
Exyneton. Exyneton là một cái profile màu nó rất là nổi tiếng và đặc biệt chỉ có trên những cái dòng Cineanta và những cái dòng máy cao cấp của Sony thôi. Thì hiện tại thường họ bỏ xuống những cái máy tầm trung như thế này cho anh em. Và có Cine AI. Cine AI là một nền tảng để anh em có thể mở rộng cộng trừ 2 stop cái base ISO của máy. Thì nhân mà nói luôn là base ISO của FX30, anh em có thể sử dụng hai khoảng ISO này để được cái chất lượng cao nhất và cái ít noise nhất. Và khi sử dụng kết hợp với lại Cine AI nữa thì anh em có thể mở rộng ra cái khoảng base ISO, nhưng mà nó hơi phức tạp ở chỗ là anh em phải sử dụng một cái phần mềm của Sony để mà export ra được cái clip để mà có thể bỏ vào Premiere và Final Cut để mà dựng. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có công nghệ chống rung 50 ở 5.5 stop của Sony. Thì cái này nó quá nổi tiếng rồi, Sony chống rung với lại lấy nét thì anh em có biết rồi, nó cũng khá là tốt rồi. Rồi tiếp tục test chống rung ha, hiện tại cũng y chang vậy nhưng mình để tôi cự 16 nè. Đó, thì mình đang lắc khá là nhiều, khá là mạnh đó. Rồi, cái máy bên đây sẽ cho anh em thấy là lắc như thế nào. Rồi bây giờ mình zoom lên 50 nè. Đây, tôi cự này, tôi cự 50, lấy cận mặt nè. Rồi mình đang lắc nè. Đó, chế độ chống rung là action nha. Này lắc dọc nè. Đó, lắc ngang nè. Rồi, cái này mình test chống rung cầm tay ha, mình đang cầm FX30 trên tay, chế độ chống rung là action 4K 60 frame, nó hơi crop một tí á, anh em thấy nó hơi hẹp không? Nó đang tiêu cự 16 á. Rồi mình đi bộ ha, đi một cách bình thường giống như anh em đang làm vlog cầm trên tay. Đó. Có một cái mic nữa. Cái combo này cũng hơi khá nặng để cầm tay đó anh em. Đó, đang đi bộ thôi. À, quên, nãy giờ nhìn cái màn hình mắt mình nó hơi lé. Rồi, cái này là mình test độ crop của chống rung ha. Anh bạn mình giơ hai tay ra thì nó vừa chạm tới cái viền hai bên. Bây giờ mình bật chống rung lên. Nè, cái này off nè, steady shot off nè. Bây giờ mình lên standard nè. Đó, standard thì nó sẽ không có crop nha anh em. Nó không crop khung hình. Thì sử dụng sensor shift với lại là chống rung quang học ở trên ống kính. Giờ mình qua cái chế độ active nè. Đó, nó sẽ crop nhẹ hai bên, anh em thấy là mất một đoạn cái đốt tay. Mình bấm quay cho anh em coi nè. Đó, nó sẽ mất một cái đoạn cái đốt tay phía hai bên. Đó, rồi. Thì nói chung là crop nào đó mình đoán là tầm 10% thôi. Ok, thì cuối cùng mình biết là những anh em mà coi tới FX30 mà có ý định sử dụng FX30 thì anh em cũng đã có một số kiến thức rồi, anh em cũng có nền tảng. Thì ngoài ngoại hình, cấu hình và những thứ mà anh em đã biết và được coi là từ hãng rồi á, thì mình sẽ test thêm những cái khả năng của nó, giống như là file cao nhất của nó là 4K120. Nó như thế nào? À, nhắc 4K120 thì có một cái điểm như thế này, 4K120 crop rất sâu. Nó crop đâu đó tới khoảng 1.5 lần một tí xíu nữa, mình sẽ test cho anh em coi nó crop tới cỡ nào. Mình thấy cái điểm này nó cũng tương đối là chấp nhận được, tại vì cái cấu hình 4K120 thì trước đây mà muốn xài được mà trên máy Sony anh em phải bỏ ra hơn 100 triệu đồng thì mới có, bây giờ nó phải dưới 50 triệu thì nó cũng là một cái gì đó chấp nhận được. Rồi cái này là 4K60 ha, bây giờ mình crop về 4K120 ha. Đây. Trời ơi, nó crop vô tới phía trong luôn, có nghĩa là mất hẳn cái cánh tay luôn anh em. Mất qua tới cái cùi chỏ luôn. Về khả năng lấy nét thì chúng ta sẽ vẫn như vậy, chúng ta sẽ có cái khả năng lấy nét rất là bá đạo của Sony. Và đặc biệt là mình thấy một cái cực kỳ hay là lấy nét mắt rất xa. Thì cái việc mà cầm handheld được của chống rung và lấy nét mắt, nó sẽ tiện lợi cho anh em hơn khi mà làm những cái video nó nhanh và cầm trên tay vậy thôi. Đối với những cái shot về người nó cũng tiện hơn nữa. Lấy nét mắt nó rất là lợi hại, và đặc biệt là của Sony. Có 3 điểm mà mình thấy là FX30 nó vượt trội. Đầu tiên là có Exyneton và Cine AI. Cái Cine AI này nó sẽ mở rộng base ISO của anh em ra 2 stop cộng trừ. Có nghĩa là anh em sẽ có cái giải hoạt động base ISO nó rộng hơn. Và nhưng mà nó có phiền phức cái là anh em phải sử dụng một cái phần mềm của Sony để mà export ra thì mới để vào trong Premiere để mà dựng được. Nhưng mà nó cũng là một cái khả năng và mình thấy rất nhiều anh em ưa chuộng cái này. Cái thứ hai là nó có cái body của CineLine rất là chắc chắn, bền bỉ, có tản nhiệt rồi này kia. Và khi mà anh em quay như là 4K60 mà full chất lượng, hoặc là anh em quay 4K120 frame thì nó yên tâm hơn, nó đỡ phải cái cảm giác mà lo âu nó sẽ bị quá nhiệt. Cái thứ ba là nó có rất nhiều những cái format để anh em có thể lựa chọn và đăng trên rất nhiều nền tảng khác nhau. Ví dụ như anh em đang quay rất nghiêm túc, có kịch bản rồi này kia thì anh em có thể sử dụng cái chất lượng cao nhất có thể, thậm chí là xuất HDMI ra RAW luôn. Còn khi mà anh em quay TikTok, anh em hay YouTube, hay là anh em quay để mà up nhanh lên mạng xã hội, hoặc là anh em chia sẻ với bạn bè
thì đâu cần phải cao tới vậy. Anh em có thể chọn cái tùy chọn format, nó có bitrate nó thấp hơn 100 Mbps, 150, kiểu vậy. Anh em sẽ linh động và đa dạng hơn cho cái hoạt động và nền tảng của anh em. Thì nếu cái mức giá là dưới 50 triệu, mà 50 triệu là mình đoán thôi nha, chưa có giá chính thức tại Việt Nam nha, đây sẽ là một cái máy cực kỳ đáng mua của Sony. Tại vì Sony, nếu mà anh em muốn lên được 4K 120 frame thì anh em phải trả rất nhiều tiền, phải hơn 100 triệu. 4K 60 hiện tại thì chúng ta sẽ có rất tốt ở Sony Alpha A74 đó. Nhưng mà A74 thì nó sẽ tập trung giữa chụp và quay, nó sẽ cân bằng hai bên. Còn cái chiếc FE30 này nó sẽ tập trung về quay thôi, nếu anh em cực kỳ nghiêm túc và anh em có những cái kiến thức, anh em đã có cái base rồi và anh em sử dụng cái máy này rất là tuyệt vời. Anh em đừng quan trọng cái chuyện là cảm biến crop hay là cảm biến full frame, anh em cái chuyện đó nó không quan trọng lắm. Tại vì trong cái định nghĩa về full frame nó nằm ở bên thế giới chụp hình. Và từ hồi xưa và hiện tại bây giờ có rất nhiều những chiếc máy cao cấp nó sử dụng cảm biến crop hoặc là Super 35. Cái cảm biến crop và cảm biến full frame nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái quá trình và trải nghiệm quay phim của anh em đâu. Anh em thì sao? Dưới 50 triệu thì anh em có mua FX30 hay không? Còn nếu mà mình với nhu cầu của mình thì hiện tại mình không cần mỗi chiếc máy mạnh nó như vậy đó, mình cần những cái máy compact nó vui vẻ thôi là đủ nhu cầu của mình rồi. Ok, thì video đến đây cũng là hết rồi. Và mình là Cáo, chuyên làm về camera và những thứ liên quan tới hình ảnh giống như FX30. Thì theo dõi mình để có những bài viết hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.